Rồi, ở đâu? Dạ bị đau dạ dày, Rồi, đau lưng đó thầy. rồi. Con bị cái này, cái chân À. này là nó quẹo qua, Ừ. cũng cái này nó lâu rồi, cũng 10 năm đó thầy. Ừ. Rồi nó Đang lâu, nó theo, quẹo tùm lum hết rồi hả? dạ nó giật, nó chỉ quẹo này, còn cái này là coi như là di truyền. À, Ba di con cũng vậy, truyền. dạ À, dạ. ba con Nhà ở đâu? nhà ở quận 8 cái Quận này, 8 này hả? dạ. Thì hỏi gối qua đi. Coi nó sao. Dùng xuống. Rồi xếp dàn, xếp dàn. Rồi được rồi. Có thả lỏng nha. Rồi, được rồi. Con bị đau lưng là Ờ. con đi ra tới chợ là đau quá, đi không nổi luôn. Vậy có điều kiện ở lại để chữa Chắc không được là tại vì con ở nhà con còn giữ cháu con không? nữa, Dạ. cháu ngoại. Để cho cô này cô dùng đá nóng ở dùng gan với dùng lưng luôn. Nên mua cái đai để có cái đai để quấn lưng. Rồi, cho luôn ba thứ rượu luôn. Rồi, kéo lưng cổ đi. Ráng nha. Không có thời gian. Rồi, nha. Rồi, tiếp. Rồi, ở đâu? Dạ thưa thầy, hồi xưa thì ở đường 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 Lạc Long Quân, bây giờ vẫn là đường Lạc Long Quân thầy, mà đi Mỹ thì cũng được 20 năm rồi, rồi tiểu đường thì cũng tiểu đường cũng ba mấy 40 năm rồi, huyết áp cũng 20 mấy năm rồi, mà bề trên ban cho được thì là cũng tốt lắm, đường cũng tốt lắm, thử rất là tốt vô cùng, Tại sáng là mình ra dùng có thuốc trăm đều mười mấy, đều. dạ vâng thuốc đều đều mà cứ lắm, có khi sáng là ra như vậy là mới lên thầy là ăn có hai ba chiếc khoai nhỏ vậy thôi, chứ không có muốn ăn cái gì mà phở Đức này kia đâu, cũng không có thích cho mấy đâu. Vậy mình ăn 16 Mà 8 luôn cho rồi. dạ thưa thầy, với lại là cái giãn mạch này là nó bị nhiều lúc nó rất là mỏi vô cùng, nó mỏi ơi là mỏi, cứ đi giới suốt đời vậy ạ. Không Đi cần. giới cũng bao nhiêu năm rồi, còn cái lưng này là thoát vị giữa đệm đệm rồi gai cột sống này kia đó, hồi xưa mà thầy còn còn làm ở trên chỗ Sài Gòn á, là 300 Điện Biên Phủ. dạ vâng không biết tên đó, thời đó đã đi thầy rồi, sau là mua thầy có mấy cái lăn lăn đó, sau là cũng vẫn đang để ở nhà đó, đi thầy lâu lắm rồi nó thầy còn trẻ cơ, mà lúc đó chỉ mới có ba mấy tuổi à, mà bây giờ nó đau cột sống này quá trời, thoát vị giữa đệm rồi gai cột sống rồi chi mấy đó tùm lum á, thế giờ rờ cái lưng sau ở dưới sao nó cục 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 cục, không Gõ biết là cái cái cuộc gì. sống này. Rồi. Dạ thế là bây giờ nó chỉ có đau lưng thôi, bác sĩ nó đau Rồi, không thể gõ tưởng được cuộc thầy. sống. Rồi, hai chân Dạ ra. hai tình tái Đó. thả lỏng nha. Ngon lành. Vâng vậy là tốt đó. Có gì tốt quá. Dạ mà Rồi. chỉ tội đi thì nó mỏi, nó bị giãn tính mạch đây nè Trường thầy. đá nóng dùng gan với dùng bẹn. Dạ Uống ba thứ rượu luôn. dạ Rồi. thưa thầy, uống rượu vô là nó cái con mắt mình nó đỏ, nó bị tăng nhãn áp mà thầy, không biết uống nhiều uống ít Vậy như là thầy uống nói sao, ớt nó với nhào thôi. dạ mắt nó đỏ, Uống nó ớt đỏ lên nhào nữa thôi. thầy, dạ nó không chịu tăng Rồi. nhãn áp. Hồi xưa là ông Phan Kế Tôn ông mổ mấy chục năm về trước là Biết ông rồi. mổ bị trượt nước đó thầy, rất là khó, thế nhờ hồi ông Phan Kế Tôn, không có Phan Kế Tôn là Đuôi bù rồi. mười đuôi từ hồi đó Đuôi giờ rồi. mấy chục năm nay rồi, Giỏi thế á, là là con qua, giỏi á. thế là bây giờ qua Mỹ họ bác sĩ vẫn trị cho để tăng nhãn áp, cứ ngày nào cũng nhỏ, Nhỏ thôi, ngày bé nào nhỏ nhỏ, thôi. vâng, chứ không làm gì nữa, mà được cái là tăng nhãn áp, được nhìn xa cũng tốt, nắm đường nó xin. Bây giờ có mỗi cái đau lưng, cái đau Rồi. không thể tưởng tượng, đau không muốn làm cái gì hết trơn Rồi, mà đau nè. đi không nổi Rồi, hết thầy. ở đây 2 hôm đi. Dạ Nè, đăng ký ở lại đây 2 hôm chữa. dạ thưa thầy, nhà Lạc Long Quân này thầy. Rồi, chạy qua trả lời chữa. Dạ vâng cũng Rồi. được thầy. Phải chữa cho hết. Rồi Dạ ra mua cái này rồi rồi đến đá. 24 này về Mỹ rồi thầy. Đấy, được rồi, dư sức rồi, ở đây 3 hôm. Dạ Chiều nay 1 giờ có mặt đây nha. dạ dạ À, dạ rồi giờ ra đăng ký chữa bệnh. chiều Rồi. nào cũng 1 giờ ở đây rồi thầy. Không. Chiều nay 1 giờ, như ngày mai nguyên ngày.
Chú ở đây chút xíu đi chú, rồi nước sao chưa có nghe. Ủa dạ rồi chút xíu nữa anh em sẽ giải thích cho. Rồi dạ, đợi rồi. Chút đi, đợi chút, đợi chút. Có thầy kéo gì không thầy? Không 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 kéo, ở lại chữa rồi kéo gì nữa. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Rồi ngồi đi. Rồi, ngoài nữa. Rồi tới đây. Rồi ở đâu? Dạ nhà em ở Bình Tân. Bình Tân. Rồi bây giờ sao đây? Dạ cái em bị đau cái cục sống á, mà mới đau nhiều thôi, cũng như mình ngồi là mình phải lấy cái tay mình giận á, mình mới đứng dậy á. Mà cái chân của em bị thoái hóa là suy giãn tĩnh mạch. Mà cái chân em bị dòng kiềng thì bẩm sinh rồi, tại cha sanh mà đẻ ra. Nó dòng kiềng á, mà đi là nó quẹo quẹo mà không dám đi nhiều. Mà em 16 tháng chưa? Dạ em bỏ em đại đây là. Nghe nghe rồi hả? Ăn 16-8 lần một tuần rồi. Này có rồi ăn tuần anh em. Rồi hơi lại em thấy không kỳ cái em ăn cái em thấy cái bụng em nhỏ rồi, xưa cái bụng bụng á. Người nó nhẹ rồi. Rồi bây giờ đợt này em mới lại chữa được không? Dạ chữa. Được. Rồi. Em lại để lần này là để em chữa đó. Rồi giờ phải quyết tâm chữa nha. Em nó đau, trong cái đi khoảng mấy trăm mét là không có dám đi, đi sợ đau, bởi vì không có dám đi đâu, người ta kêu đi chùa hoặc là đi cho chùa đá gan đi đâu với ở bạn gan với bạn nha, chùa luôn ở bạn. Dạ em có mua đá có mua rồi không thì gan ở bạn cục đá rồi mà. Thì uống ba thứ rượu luôn được rồi. Lúc trước em có mua rượu ở đây rồi thì ghi cứ ghi đi, nó cứ ghi rồi mua cái nào có rồi thôi, con nào chưa có thì mua tiếp. Ta đăng ký vào đi rồi yên tâm. Bữa nay em ở lại đây. Phải ở lại đây. Rồi trưa nay qua đây ăn cơm. Ăn cơm đây rồi cái 1 giờ qua đây nghỉ. À, nghỉ trưa nghỉ đây rồi 1 giờ là chữa bệnh luôn. Nha. Trưa nay bị cạn dịch màng khớp. Kệ nó. Em đi ngồi xin rồi đó. Được rồi, kệ nó. Ngoài này mới nghe rồi từ trước rồi. Ừ. Qua đây mới hay cũ? Dạ em là mới ạ. Mới những lần trước là em không có thời gian ở lại, hôm nay em bây giờ quyết tâm ở lại đó. Dạ vâng. Rồi vâng. Nhà ở đâu? Em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp thôi. Vâng. Bây giờ bị cái gì nhiều nhất? Nghĩa là bây giờ thì cái tay của em thì ổn rồi, dư lên cặp tóc được rồi, nhưng mà cái viền này thầy này và chỗ này này rồi. Nó vẫn cứng lắm. Rồi cứng. Vâng. Thế mà mấy cái hôm này nay cái mấy lần rồi không? Vâng, em lần này lần thứ ba, nhưng tại vì những lần trước em không có thời gian thu xếp ở được. Bây giờ quyết tâm ở lại. Dạ vâng. Rồi. Vâng. Mà mấy bữa nay em lại thấy nó về cái đầu gối mỏi, mà chân cái bên tĩnh mạch của em này, nó mỏi mà nó kiểu đứng nó ê ê á. Và tay em vẫn tê nhiều ấy. Rồi em bây cho chùa cứ ghi đi, cô này cô có thể cô làm rồi mua. Vâng. Đá chùa mở gan dưa bẹn. Vâng. Dưa vai chùa ba cái đó. Rồi ba thứ rượu kia luôn. Rồi ta làm thủ tục đi. Rồi còn ai nữa? Xong hết rồi hả? Cô lên. Bây giờ cảm ơn thầy là mình xin về sắp xếp cái một sáu đến học được nhá. Rồi một giờ. Rồi giờ về muốn thách về đọc rồi nè, đọc rồi thách cho về đọc nè, một tháng sáu được. Nó ở đây mấy tháng mà. Ừ mấy tháng rồi được rồi. Rồi mấy tháng thầy rồi. Rồi rồi. Thầy chỉ gì xem chân đúng không phải là sắp tim mạch. Chị. Cũng chi. Rồi bị sao đây? Con bị loãng xương, bị mỡ máu cao với con bị giãn tĩnh mạch. Chia tĩnh mạch. Dạ. Rồi đi đứng bình thường không gì hả? Dạ, dạ. Nhưng mà nó cũng đau chân con, mà con muốn chị. Thì đau chân thôi. Dạ, đau chân, loãng xương, mỡ máu nhiễm. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 59, 60. 59, 60, đúng rồi. Tới cái thời kỳ này nó bắt đầu rụng răng rồi. Dạ. Rồi, cho cô này cô chùm đá gan với hai cái bẹn nha. Chùm hai bên bẹn. À, rồi cho cô uống luôn ba thứ rượu luôn. Nhưng mà nãy con có hỏi, con không biết uống rượu là cũng uống bình thường. Không có sao đâu. Dạ. Bây giờ vậy nè. Cái rượu ớt á thì uống sau khi ăn cơm. Dạ. Với một loại sữa chua. Dạ. Còn rượu nhào với rượu khốp á thì mỗi cái một muỗng ăn canh. Dạ. Rồi mình làm một cốc nước ấm vậy nè. Dạ. Uống vô. Mình pha chung vô mình uống. Đúng chính mình xác. Mình uống lúc nào thầy? Uống trước khi ăn hoặc trong ngày cũng được. Dạ. Tức là làm sao trong buổi trưa thì mình có hai muỗng đó mình uống với một cốc nước ấm. Dạ. Buổi chiều mình cũng làm vậy. Ngày hai lần. Không. Buổi tối nữa. Ngày ba lần. À. Dạ. Rượu ớt thì chỉ uống có hai lần thôi. Dạ. Còn cái rượu nhào với rượu khốp là tối uống đi ngủ.
Mỗi cái muốn ăn canh trộn nhau rồi đổ một cốc nước ấm uống cho tôi. Nhưng mà uống á, đừng uống vội vàng, uống ào ào như mấy ông uống bia. Mà mình uống vô cái mình cho nó ngấm từ từ, từ từ, từ từ vô. Từ từ vô. Mình uống hết cái ly đó. Nhưng mà có thể là buổi chiều á, mình pha cái cốc nước ấm vậy đó với nó đó. Mình uống có khi, có thể nếu mà có cái bình mà bây giờ nó có bình giữ nhiệt đó, thì mình lấy cái nước ấm mình bỏ nó vô đó, cái mình cứ rót ra uống, rót ra uống. Còn nếu như á, cái đó là uống buổi tối á, còn cái ban ngày á, là thí dụ như vậy mình tính ra mình uống hai muỗng này, hai muỗng kia trong buổi trưa buổi chiều thì thôi mình pha nó một lít nước ấm luôn, mình pha bốn hai muỗng này hai muỗng kia bỏ đó, cái mình cứ rảnh thì mình rảnh uống cái thay uống nước kia thì uống cái đó thì hay tuyệt vời luôn. Rồi kéo cô này cái đi. Không có đây, chết mấy người rồi đừng lo. Bị lưng sao? Rồi nằm xuống đi. Nằm xuống. Nhẹ 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 thôi em. Coi sức nhiều kéo nhiều, đừng có kéo nhiều nha. Trời đất ơi, thiên đàng hay địa ngục đây? Rồi bây giờ bây giờ sợ lắm á, ngồi vậy đi. Đó rồi. Ây da. Rồi bây giờ cảm giác nghe sao? Đã không? Nó dài ra. Nó dài ra. Đúng rồi, hồi trước giờ để nó co lại vậy nó dài ra. Nói chưa? Gì vậy? Nghe đã quá hả? Con không biết nữa. Con sợ quá, nãy giờ thấy sợ này lắm. Dễ sợ lắm á. Nhưng bây giờ dễ chịu rồi đó. Giờ bước ra coi đi coi tôi nhẹ nhàng rồi. Đó. Biết về đi đi. Em rồi đó. Nhức quá. Chị đây. Dạ chị. Vậy chứ hơi sướng lắm. Nó rắc nó gãi mà, không sao đâu. Rồi. Tiếp. Rồi. Cô ở đâu? Thủ Đức. Thủ Đức à? Dạ. Rồi. Làm sao đây? Uống rượu nhào chứ rượu. Cô có khám rồi. Chưa? Coi trên mạng. Rồi uống rượu nhào. Rượu khớp, rượu ớt. Rồi sao đây? Y như những gì mà để hướng dẫn vậy đó. Rồi cô thấy sao? Thấy thì có bây giờ hiện tại giờ hai cái vai này nó đau lắm thầy. Rồi. Đưa ra nhiều khi nó làm như nó đau, nó lại cái lưng nó đau. Rồi. Cái hai cái đầu gối nó đau. Rồi. Cô ngồi gọn gàng lại đi, gõ gối cô đi. Chẳng hạn như đi bộ một chút xíu, cái chẳng hạn như đi trong siêu thị này, cái mồi nó mỏi. Đó, rồi. Mà hôm nay uống là thấy khá nhiều chưa? Dạ, được 5 tháng thôi. Được 5 tháng rồi đó, dỗ vậy? Ăn luôn 16-8 luôn á. Ừ, nhưng mà thấy không, tức là trong 5 tháng nè, mình uống rượu khớp, rượu nhào, rượu ớt, rồi ăn 16-8, cô thấy cái cơ thể mình thay đổi cách nào? Thấy như thấy khỏe một chút đó. Nó có tiến triển ha. Dạ. Nhưng mà có huyết áp có gì không? Dạ có, nhưng mà cũng uống thuốc, cũng phải uống thuốc. Phải uống. Dạ. Tôi hỏi về để tôi nói là nếu cô bị huyết áp á, thì cô vẫn cứ uống thuốc huyết áp. Dạ. Nhưng mà cô không có dùng những cái thuốc đau nhức khác. Mình chỉ dùng cái này thôi. Dạ. Nó sẽ là giúp cho mình ổn định, rất ổn định. Rồi từ từ cô sẽ khá lên. Mà sao mà nói là bỏ luôn thuốc mỡ máu luôn mà khi khám vẫn còn. Thực ra là phải thời gian. Yeah. Với thời gian cái mỡ máu thử mình tới cái tuổi lớn nó vậy. Yeah. Cái, nó rối loạn rồi mà chuyển quá thì rồi hai cái vai nó đau lắm thầy. Rồi bây giờ cô có thời gian ở lại chữa hay là cô vậy? Bữa nay đem theo đồ để ở lại. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Đem theo cơm theo rồi phải ở lại đi. Ở lại ăn uống xong rồi 1 giờ vô. Rồi giữa ngày thứ 3, ngày thứ 4 nữa cho nó ổn rồi về. Rồi quyết tâm vậy đi. Giờ không có đụng gì tới đó. Để mấy ngày đó nó làm ngon lành hết. Rồi đó, thành ra cổ sách chuẩn bị quần áo rồi đó. Giỏi ghê không? Đăng ký là trước Tết đó thầy.
Ơi vậy dạ, dạ xin quý bác đấy ạ. Quý bác đấy. Vâng, vâng. Tôi tới thăm nhà bác rồi. Dạ dạ dạ. Ừ. Bác ơi, thầy là như từ năm nay 75 tuổi rồi nha, đọc một cái đau mà khó không chữa bác sĩ được mà ừ. chữa cũng nành đó là gút u sơ tuyến tiền liệt với huyết áp ba cái bệnh nặng nhất. Ừ. Mà có bác thì dạ. Gút nè, u sơ tuyến tiền liệt cái gì nữa? Rồi thì u sơ tuyến tiền liệt gút rồi huyết áp. Huyết áp thì nó dính, nó đi theo cái gút đó mà. Yeah. Rồi. Thì là mệt mỏi, người khó ngủ. Yeah, mệt mỏi khó ngủ. Yeah. Rồi tai bị say. Đấy nó kêu uống nhiều thuốc cả đó nó vỡ tan tành nó vỡ mệt. Đây nè. Yeah. Rồi. Cái gút thì nó sưng lên. Nếu mà uống một tí bia nó sưng lên liền. Uống rượu thì được. Uống rượu thì được. Bia với vang là bị liền. Rượu thì nhiều, thành thử là uống việc gì. Rồi, mày biết rồi. Bây giờ là thứ nhất á, là trong cái vấn đề của gút á, dưới huyết áp rồi tất cả mấy cái đó không có khó trị. Nhưng mà nó bắt buộc phải tuân thủ theo phương pháp ăn 16-8, hút không khí và chườm đá. Thì đá thì anh chườm ở gan dưới hai cái bèn. Đá thì bữa trước mày mua rồi hả? Mua cho 8 cục rồi. Rồi được. Thiếu rượu, rượu ớt, rượu nhào rồi thì rượu khớp thôi. Ngày cho ba cái đó. Mà giả sử hết rồi thì mình điện thoại có mua được không? Trong cái tờ giấy nó có sẵn ở trong đó. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Thì anh về uống cái chắc trong vòng tháng hết rồi thì gọi điện thoại người ta gửi ra. Dạ. Thì nếu mà uống vô trong vòng tháng hai tháng mà thấy ổn hết rồi cứ uống tiếp tục. Không, còn nếu mà thấy có gì đó mà cảm thấy không vui thì vô tới đây để mà không nâng nâng vô đây vừa nghiên cứu không có cả tháng chứ vừa nghiên cứu về theo thầy học cả tháng chứ đấy. Và nếu chứ thầy có điều kiện thầy có thể bay ra với tôi là chúc cho ngoài quê. Trời ơi ông ơi, ông là ông làm vậy là ông làm ân nhân cho nhiều người á. Rồi. Tại vì hồi đó chưa có người mà mọi người cứ gọi tôi ra tôi không có ra được. Không, tôi ở làm mà chua mà có cả trung tâm lớn á, chua là chua. Hồi xưa là tôi đi Diễn Châu thì phải. Dạ, Diễn Châu nghe. Tôi là tại vì tôi đi với ông Thanh Thản. Dạ. Tôi rồi ra coi chùa cho ông rồi đó. Dạ. Đó. Rồi thôi được rồi, bây giờ ở đây đi. Dạ. Thì ra kia đăng ký luôn. Vâng vâng. Rồi mua mấy cái kia chưa có thì mua đi uống rồi. Dạ. Rồi ở đây nhà ở nhà con hả? Dạ, con nhà ở dưới chùa ở bên trái bên Tây á. Thôi thôi được rồi. Nó có ba cái nhà chứ một cái đó. Ờ, rồi thôi được rồi, ở lại đây. Rồi ông phải tu luyện mới được. Nha. Rồi tu luyện ở đây rồi cái cho học vậy là học từ đây tới thứ sáu. Rồi cái thứ bảy là học chuyên đề cơ xương khớp luôn. Nha. Rồi tiếp tục.